Rồi, xin chào quý vị, anh chị và các bạn. Rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị trong một video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính thưa quý vị, hiện tại là 5 giờ chiều. Mình đang có mặt ở đầu đường Phan Bội Châu quý vị ha. Nếu như mà đi theo hướng ngược lại như thế này là về khu Hòa Bình quý vị. Đó. Bên kia là bến xe Tùng Nghĩa ha. Còn đi theo hướng này là về với đường Bùi Thị Xuân, về chợ mới Center quý vị. Ở ngay đầu đường này thì người ta bán nón bảo hiểm ha, xe đạp, rồi quầy thuốc, quán cơm, quán ăn, quán cà phê, quá trời quá đất luôn quý vị. Mình đi vòng lui sau cái ngõ này thôi coi. Dọc này thì người ta bán cà phê, cốc, rồi quán ăn, lùa là vải gấm vóc quý vị. Đây là cái bậc cầu thang hồi xưa dẫn xuống cái chợ đồ cũ của mình này. Cách đây khoảng 10 năm ha, là khi chợ đồ cũ còn đấy, chợ đồ số nó quý vị, thì chúng ta hay đi mua áo quần rồi giày dép những cái đồ cũ ở đây nè. Bây giờ người ta giải tỏa ha, bây giờ người ta giải tỏa lâu rồi, chuyển lên Đà Lạt Center. Còn cái khu vực này thì để trồng cây, những cái cây phường tím quý vị ha. Đó, và theo bậc cầu thang này thì dần thẳng xuống dưới chợ dưới luôn, chợ cũ Đà Lạt. Đó. Bây giờ chúng ta cứ theo cái con hẻm nhỏ nhỏ trên này, đi theo con đường Phan Bội Châu quý vị. Đây là mặt sau quý vị, mặt sau của chợ Đà Lạt này. Mặt sau của con đường Phan Bội Châu. Đó, nhìn qua bên kia là Đà Lạt Center, Hotel Colin. Dưới này là khu vực chợ Đà Lạt đó quý vị. Đó, những cái con hẻm như thế này đa số là nhà nhỏ nhỏ, nhà cũ. Xưa có quán cà phê của bà Năm. Đó, của bà Năm ha, nằm đây nhưng mà không biết bấy lâu nay là bà không biết làm sao mà đóng cửa, không có bán, không biết vì lý do sức khỏe gì không. Hồi sáng thì có nắng đẹp nhưng mà bắt đầu từ 3-4 giờ chiều này thì bắt đầu trời đổ mưa quý vị, có những hạt mưa nhỏ nhỏ bay bay hả, không có mưa lớn quý vị ha. À, tới đây bên phía tay trái của chúng ta là trạm xe Thành Bưởi, trạm nhận hàng hóa ha. Nhận hàng hóa rồi bán vé quý vị. Đây là cái cổng đi vào khu chợ đồ cũ ha. Rồi. Đó, đây, đó, cái xe đại khu chợ đồ cũ thuộc chợ mới Đà Lạt luôn. Rất là nhiều áo quần giá rẻ quý vị ha. 70k, 30k, 50k, rất là nhiều. 100k này. Trong này áo quần giày dép, túi xách, phải nói là ngập. Ngập đường luôn, ngập trời luôn. Rất là nhiều luôn. Cái này là xuống dưới quầy bán thịt cá ở dưới chợ tầng hầm quý vị, tầng trệt ha. 50k, hàng dưới đóng, tha hồ lửa luôn. Giờ lên cái
Hồi trước mà ghé vào đây là sạp người ta đóng quá trời, bây giờ mở ra quá trời luôn. Túi xách đồ da, thắt lưng. Cái này mình thấy quá trời người bán luôn, nhưng mà người mua thì vắng vậy. Có vẻ cũng ế. Những người mà bán ở trong này á, buổi tối á, thường thường phải dọn xuống dưới chợ đêm để bán tiếp quý vị ha. Rất là nhiều những cái đồ sôn, đồ sida tràn ngập luôn. Giá rẻ, giá nào cũng có hết. Wow, mình đi vào đây là giống kiểu bị lạc luôn vậy. Lạc trong ma hồn trần áo quần ha. Đó. Vào đây bị mất phương hướng luôn, không biết cái đường nào ra hết. Lên đây là khu ẩm thực truyền thống. Khu ẩm thực cũng vắng vẻ luôn có thể. Khu ăn uống ha. Đó, bây giờ mình vào đây cũng bị lạc luôn, không biết đường nào mà đi ra cái lối chính hết quý vị. Lâu lâu đi vào đó. Qua bên này là quầy bánh mứt ha, đặc sản. Ở trong khu chợ này thường nói là đặc biệt là hàng thời trang, hàng áo quần. Đó, ra tới đây rồi. Ở tới đây là cái lối đi chính. Đi lên trên kia là đường Phan Bội Châu quý vị. Còn đi xuống dưới là chợ Đà Lạt ha. Đi xe nó mới thú vị quý vị ha. Thời tiết Đà Lạt bây giờ nó cũng khá là khó chịu, lúc mưa lúc tạnh, dạng mưa không nổi đâu quý vị, cứ làm vài hạt xong rồi nó tạnh ha. Hôm nay là ngày thứ ba nên chi khách du lịch lên Đà Lạt cũng khá là vắng thôi, không có đông đúc. Tuy nhiên buổi tối mà ra khu vực Hòa Bình và chợ đêm thì vẫn nhộn nhịp tấp nập đó quý vị, vẫn đông vui ha. Thì buổi tối người ta cứ tập trung ra là thấy đông vui thôi quý vị. Nói chung mùa này thì mình không đoán định được là lúc nào nắng, lúc nào mưa hết quý vị. Cứ thấy nắng thì mình nói nắng, mà thấy mưa là mình nói mưa ha. Đó. Sáng nắng thì nói nắng, mà chiều mưa thì nói mưa. Thời tiết nó bất chợt lắm quý vị, không có đoán được ha. Nhiều lúc xem thời và dự báo thời tiết nói là Đà Lạt sẽ có mưa, nhưng mà cuối cùng cả ngày vẫn không có mưa quý vị ha.
về nhìn về bên phía trời Tây thì rất là nhiều mây, có một chút ánh nắng le lói đó, hoàng hôn chuẩn bị tắt rồi. Hôm qua là không thấy mặt trời luôn quý vị. À, giờ qua đây là con đường Phạm Ngũ Lão quý vị ha. Rồi, cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc rồi quý vị. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm, theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc ở trong cuộc sống.